mạn thù thất lợi, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kia cũng như vậy. Tu học tam ma địa này, dần dần cho đến khi chứng được tam ma địa này thì được vô biên công đức lợi ích thủ thắng, mạn thù thất lợi, ví như mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, làm lợi ích lớn lao cũng vậy. Khi chứng được tam ma địa nhất tướng trang nghiêm sẽ chiếu khắp pháp giới, cũng thông suốt được tất cả pháp môn, vì các hữu tình làm lợi ích to lớn, công đức lợi ích thù thắng không thể nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, như ta đã nói, tất cả các loại pháp môn đều đồng một vị, là vị xa lìa, vị giải thoát, vị vắng lặng, không có điều chống trái. Khi chứng được tam ma địa này, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa xiển dương pháp môn nào cũng cùng một vị, là vị xa lìa, vị giải thoát, vị vắng lặng, không có sự chống trái. Khi chứng được tam ma địa này, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kia, dù diễn giảng pháp môn nào, thì tài biện thuyết cũng vô tận, mau được thành tựu viên mãn pháp phần Bồ Đề. Thế nên đồng tử mạn thù thất lợi, đại Bồ Tát nào thường tu hành đúng tam ma địa nhất tướng trang nghiêm thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, đồng tử mạn thù thất lợi, đại Bồ Tát nào chẳng thấy các thứ sai khác và nhất tướng của pháp giới thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa chấp nhận pháp của Bồ Tát không nên tu hành, chấp nhận đại Bồ Đề không nên cầu đạt đến, vì hiểu rõ bản tánh của tất cả pháp là không, do họ chấp nhận những điều này nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện nam tử vân vân nào trụ Bồ Tát thừa, tin tất cả pháp đều là Phật pháp, nghe tất cả là không, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ, do nhận duyệt này nên người đó mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu hữu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nghe thuyết các pháp đều hoàn toàn không, tâm chẳng mê mờ cũng chẳng nghi ngờ, thường không để bỏ giáo pháp của Phật, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ đồng tử mạn thù thất lợi nói vậy, liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật quyết định do nhân duyên này mà chứng được chăng? Phật dạy: chẳng được. Mạn thù thất lợi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng do nhân duyên này mà chứng được chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cảnh giới bất tư nghỉ chẳng do nhân duyên và chẳng phải nhân duyên mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nên biết đó là cảnh giới bất tư nghỉ. Mạn thù thất lợi: nếu thiện nam thiện nữ vân vân nghe thuyết như vậy nhưng tâm chẳng kinh sợ, ta nói những người kia đã ở chỗ vô lượng đức Phật phát nguyện lớn gieo trồng căn lành, vì vậy nên bí xô và bí xô ni nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ cũng chẳng mê lầm, thì họ là người chân thật theo Phật xuất gia. Nếu các cận sự nam hay cận sự nữ vân vân nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm chẳng kinh sợ nghi ngờ cũng chẳng mê lầm, thì họ thật sự là người quy y Phật pháp tăng. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa chẳng học bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy thì chẳng gọi là kẻ chân thật tu học Bồ Tát thừa. Mạn thù thất lợi: ví như ở thế gian, cỏ cây rừng rậm thuốc thang, vật hạt giống vân vân, tất cả đều nương vào mặt đất mà sinh trưởng. Cũng vậy, tất cả căn lành và những việc thù thắng khác ở thế gian và suốt thế gian của Bồ Tát đều hoàn toàn dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà được sanh trưởng. Nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này bao trùm các pháp, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đều tùy thuận sự chứng đắc mà không có sự chống trái. Đồng tử mạn thù thất lợi nghe Phật nói thế bèn thưa: Bạch Thế Tôn, đời vị lai ở châu Thiện Bộ này, các thành ấp xóm làng chỗ nào diễn thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa thâm sâu và có nhiều người tin nhận? Phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi: này các thiện nam tử vân vân trong hội này nghe thuyết bát nhã ba la mật đa, tin nhận tu hành vui mừng phát nguyện, tôi nguyện đời sau dù sanh chốn nào thường được nghe bát nhã ba la mật đa, đời sau dù họ sanh đến chốn nào nhờ nguyện lực đời trước nên chỗ họ ở nên có bát nhã ba la mật đa thâm sâu này diễn giảng khai thị và được nhiều người tin nhận. Mạn thù thất lợi: các thiện nam tử vân vân nghe thuyết bát nhã ba la mật đa, vui mừng hớn hở hết lòng tin nhận, ta nói họ đã gieo trồng căn lành lâu đời nhờ sức nguyện đời trước mới được như vậy. Mạn thù thất lợi: người nào muốn nghe theo bát nhã ba la mật đa thâm sâu, ông nên bảo các thiện nam tử tùy ý nghe thọ, chớ sanh lòng kinh sợ nghi ngờ, không tin lại tăng thêm sự hủy báng chống lại. Này, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là thâm, chẳng hiện bày pháp,
có nghĩa là chẳng chỉ bày có sự thành hoại bất khả đắc của pháp phàm phu, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp như lai. Mạn thú thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có bí xô bí xô ni đến chỗ của con hỏi, vì sao Như Lai tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu cho đại chúng? Con sẽ đáp: Phật nói các pháp không có tướng chống trái tranh cãi. Vì sao? Vì hoàn toàn không có pháp để cùng pháp tranh cãi, cũng không có hữu tình. Phải sanh lòng tin hiểu lời Phật dạy. Vì sao? Vì các loại hữu tình đều bất khả đắc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, con sẽ bảo họ Như Lai thường nói thật tế các pháp. Vì sao? Vì các pháp bình đẳng, hoàn toàn được thật tế bao trùm, trong đây chẳng nói A-la-hán vân vân, thường được pháp thù thắng. Vì sao? Vì pháp chứng đắc của A-la-hán vân vân, cùng với pháp phàm phu không có tướng sai khác. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, con sẽ bảo họ pháp Phật nói ra chẳng làm cho hữu tình đã đang sẽ được nhập niết bàn. Vì sao? Vì các hữu tình rốt ráo không. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, ca thiện nam tử vân vân đi đến gặp con và thỉnh bát nhã ba la mật đa mà ngài và Như Lai đã từng bàn luận trên ngài thì chúng con mà nói, hôm nay chúng con rất muốn nghe. Con sẽ bảo họ các ông muốn nghe chớ khởi tâm lắng nghe, cũng đừng buộc niệm, nên khởi tâm như huyễn như hóa, có như vậy mới hiểu được lời ta nói. Các ông nếu muốn nghe pháp của ta phải khởi tâm thế này. Pháp hôm nay được nghe như dấu chim chân không, như người nữ không con, thạch nữ, như vậy mới nghe được lời ta nói. Nếu muốn nghe pháp của ta, các người chớ khởi lên hai tưởng. Vì sao? Vì pháp ta nói xa lìa hai tưởng. Này các người không nên phá hoại ngã tưởng, chẳng khỏi các kiến chấp. Đối với giáo pháp của Phật không có sự mong cầu, ở trong pháp của phàm phu chẳng ưa rời động. Vì sao? Vì tướng của hai pháp là không, không có sự lấy bỏ. Bạch Thế Tôn, có những hữu tình thỉnh con thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, trước hết còn dạy kinh dạy luật, rồi đem ấn vô tướng ấn định các pháp, làm cho người mong cầu nghe pháp xa lìa tâm chấp trước. Sau đó vì họ thuyết pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đức Phật khen ngợi đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: hay thay, ông đã thuyết giáo pháp mà ta đã nói một cách hoàn hảo và đã nói được phương tiện. Mạn Thù Thất Lợi: thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn thấy Như Lai, muốn gần gũi Phật để cúng dường cung kính, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn thỉnh chư Phật làm vị đại sư, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc chẳng muốn chứng, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn được thiện xảo tất cả các định, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn được tự tại phát khởi tất cả định, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Vì sao? Vì đối với các tà ma địa, cần phải biết các pháp không sanh không diệt, không tạo tác không hành động mới có thể tự tại phát khởi. Vì sao? Vì đã thấu rõ các pháp là không, không có ngăn ngại. Những hữu tình nào muốn thấu rõ các pháp đều có sự xuất ly, không có một pháp nào không có sự xuất ly, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn thấu rõ các pháp chỉ là giả lập, không có sự chân thật, phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Nếu muốn biết rõ các loại hữu tình tuy hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng không thấy có hữu tình hướng tới bồ đề, cũng không có sự thối lui, thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Vì sao? Vì đã thấu rõ tất cả pháp tức là bồ đề. Nếu muốn hiểu rõ tất cả hữu tình hành hạnh bồ đề, không có kẻ nào chẳng hành, cũng không có sự thối lui, thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Vì sao? Vì bồ đề tức là thật tánh của các pháp, tất cả hữu tình đều hành các pháp, không có người bỏ pháp, các hành đều là không, nên không thối lui. Nếu muốn hiểu rõ tánh tất cả pháp tức là bồ đề, tất cả bồ đề tức là pháp giới, đây tức là thật tế tức là không, tâm không thối lui, thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn Thù Thất Lợi: bát nhã ba la mật đa thâm sâu chỉ rõ tác dụng khó nghĩ bàn và sự làm lợi ích hữu tình của chư Phật, cũng là chỗ mà Như Lai đã dạo qua. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không thể thị hiện, không thể tuyên thuyết, là pháp không đoạn, chỉ có Như Lai như thở giác ngộ và dùng phương tiện thiện xảo thuyết giảng cho hữu tình. Mạn Thù Thất Lợi: nếu có bí xô ni vân vân đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tối thiểu thọ trì dù một bài kệ bốn câu giảng nói cho người khác, thì nhất định hướng tới bồ đề an trú cảnh giới của Phật,
huống gì thường tu hành theo lời dạy, nên biết người này chẳng đọa vào cảnh giới ác, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Mạn thủ thất lợi, những hữu tình nào nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, tâm chẳng quên mất, cũng chẳng kinh sợ, lại hoan hỉ tin thọ, phải biết những người này nhất định sẽ chứng được tất cả pháp Phật, chắc chắn được tất cả những lai ấn chứng hứa khả, thâu nhận làm chúng đệ tử. Mạn thủ thất lợi, những thiện nam thiện nữ vân vân nào tin nhận pháp ấn vô thượng của Như Lai là bát nhã ba la mật đa thâm sâu sẽ được phước vô lượng. Pháp ấn này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng nhau hộ niệm, cả vị A La Hán, Bồ Tát bậc trí và các thiên thần đều cùng nhau bảo vệ giữ gìn. Những thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa được ấn này ấn chứng, tức đã vượt qua các cảnh giới ác, thành phần độc giác nhất định sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy trời đế tích liền cùng với vô lượng thiên tử cõi trời 33 cầm các thứ hương hoa xinh đẹp của cõi trời, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa vi diệu âm, hoa diệu linh thoại và bột hương trên đàn cúng dường bát nhã ba la mật đa và tung giải dâng lên Như Lai. Mạn thù thất lợi, tất cả Bồ Tát và Thanh Văn vân vân lại trỗi các thứ âm nhạc cõi trời, ca ngợi diệu pháp để cúng dường, lại phát nguyện. Nguyện cho tất cả chúng tôi thường nghe pháp ấn vô thượng của bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Trời đế thích lại phát nguyện. Nguyện các loài hữu tình ở châu Thiệm Bộ thường nghe bát nhã ba la mật đa vui mừng thọ trì thành tựu giáo pháp của Phật. Thiên chúng tôi thường hộ vệ, khiến cho người thọ trì không gặp trở ngại. Các loài hữu tình ít dùng công sức mà được lắng nghe thọ trì đọc tụng phải biết đều là oai lực của chư thiên. Phật khen trời đế thích. Thiên chủ, nay ông đã phát được nguyện. Nếu có người nào nghe được nguyện này, vui mừng thọ trì nhất định sẽ thành tựu các pháp của Phật, mau hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật: cúi xin Như Lai dùng sức thần thông hộ trì bát nhã ba la mật đa trụ lâu ở thế gian để làm lợi ích cho tất cả. Phật liền hiện sức thần thông lớn làm cho các núi đại địa và thế giới tam thiên đại thiên rung động sáu cách. Đức Phật lại mỉm cười phóng ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới tam thiên đại thiên. Mạn thủ thất lợi liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, đây là tướng Như Lai hiện sức thần thông hộ trì bát nhã ba la mật đa trụ lâu ở thế gian để làm lợi ích. Phật dạy: đúng vậy, đúng như ông nói. Ta dùng thần lực hộ trì pháp ấn vô thượng bát nhã ba la mật đa làm cho trụ lâu ở đời để làm lợi ích cho hữu tình. Chư Phật Thế Tôn thuyết pháp thù thắng rồi, theo đúng pháp này đều khởi lên sức đại thần thông hộ trì pháp này được trụ lâu ở thế gian, khiến cho các thiên ma không thể làm gì được, những bọn người ác không thể hủy báng, tất cả ngoại đạo hết lòng sợ hãi. Nếu người nào siêng năng tu học pháp này thì tất cả chướng nạn đều bị tiêu diệt. Khi Đức Bà Già Phạm thuyết kinh này rồi, tất cả chúng đại Bồ Tát mà Mạn Thù Thất Lợi là vị đứng đầu, cùng với các bí xô, bốn bộ đại chúng, trời, rồng, dược xoa, a tố lạc, vân vân, tất cả chúng hộ nghe Phật thuyết pháp để vui mừng tin nhận phụng hành. Hết quyển thứ 575.